Phẩm thị hiện bệnh, phẩm thứ 6. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai đã lìa khỏi tất cả tật bệnh, mọi sự đau đớn khổ não đều đã dứt hết, không còn sợ sệt chi cả. Bạch Thế Tôn, trong tất cả chúng sanh có bốn mũi tên độc là nguyên nhân của bệnh. Những gì là bốn? Đó là tham dục, sân khỏe, ngu si và kiêu mạn. Nếu có nguyên nhân gây bệnh, ắt phải có bệnh sinh ra, như các thứ bệnh phổi do tham ái, nóng nảy, khí uất lên làm nôn mửa, da thịt ngứa ngáy, mình mẩy nhức mỏi, lòng dạ bồn chồn, tán loạn, bệnh kiết lỵ, đại tiện khó khăn, tiểu tiện từng giọt, mắt sốn, tay nhức, lưng đau, bụng trướng, điên cuồng nóng bức, hoặc mắc phải quỷ mị, đủ thứ bệnh tật của thân tâm như vậy, chư Phật Thế Tôn đều không bao giờ còn mắc phải. Hôm nay vì duyên cớ gì Như Lai lại sao bảo Văn Thù Sư Lợi rằng nay ta đau lưng, các ông nên vì bốn bộ chúng mà thuyết pháp. Có hai nhân duyên không có mọi bệnh khổ. Những gì là hai? Một là thương xót hết thảy chúng sinh, hai là cung cấp bố thí thuốc thang cho người có bệnh. Từ thuở xa xưa, trong vô số vạn ước kiếp, Như Lai trong khi tu đạo Bồ Tát thường nói lời thân ái lợi ích cho chúng sanh, không làm cho họ khổ não, bố thí đủ món thuốc thang cho những người bệnh tật. Vì duyên cớ gì nay lại tự nói rằng có bệnh? Bạch Thế Tôn, thế gian có những người bệnh dù nằm hay ngồi đều không yên chỗ, hoặc đòi ăn uống, sai khiến người nhà chăm sóc sản nghiệp. Vì sao Như Lai nằm đó lặng thinh, chẳng dạy các đệ tử thanh văn về giới độ, về các pháp thiền giải thoát, tam ma bạt đề, các pháp tu chánh cần? Vì sao Ngài chẳng thuyết kinh điển đại thừa thâm sâu như vậy? Vì sao Như Lai chẳng dùng vô lượng phương tiện dạy bảo Đại Ca Diếp, bậc vua chúa trong loài người và các vị đại nhân, khiến cho ai nấy đều chẳng còn thối lui đối với quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Vì sao chẳng trừng trị những tỷ kheo xấu ác, chứa chữ hết thảy những vật bất tịnh? Đức Thế Tôn thật không có bệnh, vì sao lặng thinh nằm nghiêng bên mặt? Chư Bồ Tát thường khi cấp thí thuốc thang cho người bệnh, được bao nhiêu căn lành đều thí hết cho chúng sanh, cùng nhau hồi hướng về địa vị của bậc có trí tuệ biết hết tất cả, là vì dứt trừ những phiền não, chướng, nghiệp chướng và báo chướng cho chúng sanh. Phiền não chướng đó là tham dục, sân khỏe, ngu si, phẫn nộ, buồn phiền, trói buộc, che chướng, ganh ghét, keo lận, gian trá, diềm nịnh, không biết hổ thẹn, ngạo mạn, khinh người, tự cao tự đại, kiêu căng, phóng dật, oán hận, tranh tụng, tà vại, dối trá, giả hiện hình tướng, dùng lợi cầu lợi, mong cầu việc xấu ác, tham cầu thật nhiều, không biết cung kính, không theo lời khuyên dạy, gần gũi bạn xấu, tham lợi không chán, các mối chẳng chỉ trói buộc khó gỡ, tham muốn việc xấu, chấp thân chấp hữu cho đến chấp không, ưa nằm ham ngủ, thiếu thốn chẳng vui, ham mê ăn uống, lòng dạ ngu tối, tán tâm vọng tưởng, nghĩ điều bất thiện, miệng nói lời ác, thân làm việc ác, ham vui nói nhiều, các căn tối tâm, nói lời vô nghĩa, thường bị những cảm xúc tham dục, sân khỏe, độc hại che lấp. Như vậy gọi là phiền não chướng. Nghiệp chướng đó là năm tội đọa địa ngục vô gián, bệnh nặng nguy kịch. Báo chướng đó là sanh vào địa ngục, xúc sanh ngạ quỷ, những kẻ phỉ báng chánh pháp cùng những kẻ nhất xiển đề, như vậy gọi là báo chướng. Ba loại chướng che chướng ấy gọi là bệnh nặng. Các vị Bồ Tát trong vô số kiếp khi đang tu đạo Bồ Đề cấp thí thuốc thang cho tất cả những người bệnh tật, thường phát nguyện rằng nguyện cho chúng sanh mãi mãi dứt trừ ba loại bệnh chướng ấy. Lại nữa, Bạch Thế Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát khi đang tu đạo Bồ Đề cấp thí thuốc thang cho tất cả những người bệnh, thường phát nguyện rằng nguyện cho chúng sanh mãi mãi dứt trừ bệnh tật, được thành tựu thân kim cang Như Lai. Lại phát nguyện rằng nguyện cho hết thảy vô lượng chúng sanh đều thành tựu bậc dưỡng phương mầu nhiệm, dứt trừ hết thảy các bệnh nguy kịch. Nguyện cho chúng sanh được món thuốc A Già Đà, dùng sức thuốc ấy có thể trừ được hết thảy vô số loại chất độc. Lại phát nguyện rằng nguyện cho chúng sanh không còn thối chuyển đối với quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sớm được thành tựu liều thuốc Phật cao quý nhất, tiêu trừ hết thảy những mũi tên độc phiền não. Lại phát nguyện rằng nguyện cho chúng sanh sinh tu tinh tấn, thành tựu thân kim cang Như Lai, làm loại thuốc mầu nhiệm điều trị các thứ bệnh, không còn để bất cứ ai sanh khởi ý tưởng gây gổ kiện tụng. Lại cũng phát nguyện nguyện cho chúng sanh thành cây thuốc lớn, liệu trị tất cả các bệnh nguy kịch là những điều tà ác. Lại nguyện rằng nguyện cho chúng sanh nhổ bỏ được những mũi tên độc, thành tựu hào quang Như Lai cao quý nhất. Lại nguyện rằng nguyện cho chúng sanh được vào kho tàng chánh pháp sâu kín của Như Lai, được liều thuốc quý trí huệ, trừ rất mọi bệnh khổ. Thế Tôn, như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp, Như Lai khi còn là Bồ Tát đã phát khởi các thệ nguyện ấy, khiến chúng sanh đều không có bệnh hoạn. Duyên cớ gì mà hôm nay Như Lai lại nói rằng có bệnh? Lại nữa, Thế Tôn, thế gian có những người bệnh không thể ngồi dậy, cúi xuống, ngẩng lên, đi đứng, ăn uống chẳng được,
nước đổ vào miệng chẳng nuốt xuống được, không còn có thể dạy bảo con cái chăm sóc nghiệp nhà. Lúc đó cha mẹ, vợ con, anh em, thân thuộc, những người quen biết thầy đều nghĩ rằng bệnh nhân ấy nhất định phải chết. Bạch Thế Tôn ngày nay Như Lai cũng thế, nghiêng về bên mặt mà nằm, không bàn luận giả thuyết chi cả. Có những kẻ ngu trong cõi Diêm Phù Đề này sẽ nghĩ rằng Như Lai chánh giác sắp vào Niết Bàn, liền nảy sinh ý nghĩ cho là mọi thứ đều dứt hết. Nhưng tánh Như Lai thật rốt ráo chẳng vào Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì Như Lai là thượng trụ, không hề biến đổi. Vì nhân duyên ấy, Thế Tôn chẳng nên nói rằng này ta đau nhức lưng. Lại nữa, Thế Tôn, thế gian có những người bệnh thân thể gầy yếu, nằm ngửa, nằm nghiêng hoặc nằm luôn trên giường bệnh. Lúc ấy người nhà sanh lòng chán ghét, nghĩ rằng bệnh nhân ấy nhất định phải chết. Nay Như Lai cũng thế, ngài đang bị 95 nhóm ngoại đạo khinh ngạo. Họ sanh ra tư tưởng cho rằng Như Lai là vô thường. Những kẻ ngoại đạo ấy nói rằng ông ấy chẳng bằng chúng ta, vì chúng ta dựa vào các pháp ngã, tánh, nhân, tự tại, thời tiết vi trần nên là thường trụ, không có biến đổi. Sa môn Cổ Đàm bị chuyển rời vì sự vô thường, ông ấy là pháp chịu sự biến đổi. Vì nghĩa ấy, hôm nay Thế Tôn chẳng nên lặng yên nghiêng về bên mặt mà nằm. Lại nữa, Thế Tôn, thế gian có những người bệnh do bốn đại tăng giảm không hòa hợp nhau, khiến cho mệt mỏi, suy nhược. Vì thế không thể tùy ý ngồi hoặc đứng, phải nằm luôn trên giường bệnh. Bốn đại của Như Lai không phải là không hòa hợp, sức lực nơi thân ngài vẫn đầy đủ, không hề suy yếu. Bạch Thế Tôn, như sức lực của 10 con bò nhỏ cũng không bằng một con bò lớn, 10 con bò lớn cũng không bằng một con bò xanh, 10 con bò xanh cũng không bằng một con voi nhà, 10 con voi nhà cũng không bằng một con voi rừng, 10 con voi rừng cũng không bằng một con voi hai ngà, 10 con voi hai ngà cũng không bằng một con voi bốn ngà, 10 con voi bốn ngà cũng không bằng một con voi trắng ở núi Tuyết Sơn, 10 con voi trắng ở núi Tuyết Sơn cũng không bằng một con hương tượng, 10 con hương tượng cũng không bằng một con voi xanh, 10 con voi xanh cũng không bằng một con voi vàng, 10 con voi vàng cũng không bằng một con voi đỏ, 10 con voi đỏ cũng không bằng một con voi trắng, 10 con voi trắng cũng không bằng một con voi núi, 10 con voi núi cũng không bằng một con voi Yêu Bát La, 10 con voi Yêu Bát La cũng không bằng một con voi ba đầu ma, 10 con voi ba đầu ma cũng không bằng một con voi Câu Vật Đầu, 10 con voi Câu Vật Đầu cũng không bằng một con voi Phân Đà Lị. Nhưng sức lực của 10 con voi Phân Đà Lị cũng không bằng chỉ một vị lực sĩ trong loài người, 10 vị lực sĩ trong loài người cũng không bằng một vị Bát Kiền Đề, 10 vị Bát Kiền Đề cũng không bằng một vị Na La Diên có 8 cánh tay, 10 vị Na La Diên cũng không bằng chỉ một khớp xương của vị Bồ Tát Thập Trụ. Thế Tôn, các khớp xương trong thân người phàm, khớp này chẳng chạm khớp kia. Các khớp xương của những vị lực sĩ trong loài người, đầu khớp xương này vừa đụng đầu khớp xương kia. Trong thân của những vị Bát Kiền Đề, các khớp xương tiếp nối nhau. Trong thân của những vị Na La Diên, các khớp xương móc lại với nhau. Trong thân của vị Bồ Tát Thập Trụ, các khớp của bộ xương liên kết liền lạc với nhau, dường như rồng uốn khúc. Cho nên sức lực của vị Bồ Tát Thập Trụ là mạnh nhất. Và lúc thế giới hình thành, Bồ Tát từ nơi bờ cõi Kim Cang đứng dậy khỏi tòa Kim Cang, đi lên đạo tràng nơi cội cây Bồ Đề. Bồ Tát ngồi nơi đó rồi, trong tâm liền được 10 sức. Này Như Lai, chớ nên như đứa trẻ sơ sinh kia. Trẻ sơ sinh ngu dại, không có trí tuệ, không biết nói năng, vì lẽ ấy tùy ý nằm ngửa, nằm nghiêng đều không ai chê cười. Như Lai Thế Tôn có trí huệ lớn soi sáng tất cả, ngài là tinh hoa trong nhân loại, có đủ oai đức lớn, thành tựu thần thông, là bậc tiên nhân cao quý nhất, mãi mãi dứt tuyệt mọi sự nghi hoặc, đã nhổ xong tên độc, đi đứng yên lành, oai nghi trọn vẹn, không có chỗ sợ sệt. Nay vì sao ngài lại nghiêng bên mặt mà nằm, khiến người ta và chư thiên phải yêu sầu khổ não? Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp liền đối trước Phật đọc kệ rằng: Đức Đại Thánh Cổ Đàm, xin khởi diễn diệu pháp, chẳng nên như trẻ thơ, như người bệnh liệt giường. Bậc thầy cõi trời người nằm dựa giữa đôi cây, kẻ ngu phạm phu thấy sẽ bảo lạ niết bàn, chẳng biết kinh phương đẳng, chỗ Phật hành sâu xa, chẳng thấy tạng sâu kín, như người mù nhìn đường. Chỉ có chư Bồ Tát như văn thủ sư lợi mới hiểu chỗ sâu xa, ví như bậc thiện xạ. Chư Thế Tôn ba đời căn bản là đại bi, đại từ bi như vậy, nay đang ở nơi nào? Nếu không có đại bi thì chẳng gọi là Phật, nếu Phật vào niết bàn thì chẳng gọi là thường. Xin nguyện đấng vô thượng nghe lời chúng con thỉnh, vì lợi ích chúng sanh hàng phục hết ngoại đạo. Lúc ấy Đức Thế Tôn với lòng đại bi tràn ngập trong tâm, biết được hết thảy niệm tưởng của mỗi một chúng sanh,
Ngài muốn tùy thuận cho họ được sự lợi ích rốt ráo, liền từ chỗ nằm ngồi dậy, ngồi theo kiểu kiết già, sắc mặt vui tươi, sáng chói như sắc vàng ròng, đoan nghiêm như vầng trăng tròn, hình dung trong sạch chẳng chút bận nhơ. Ngài phóng hào quang chói sáng tràn khắp hư không, hào quang ấy sáng hơn cả ánh sáng của trăm ngàn mặt trời, chiếu khắp các cõi Phật ở mười phương, đông nam, tây bắc và bốn phương kế cận, cùng phương trên và phương dưới. Ngài rộng lòng ban phát đuốc sáng đại trí huệ cho khắp chúng sinh, khiến họ dứt trừ vô minh đen tối, khiến trăm ngàn ước na do tha chúng sanh đều được trụ yên nơi tâm bồ đề, không còn thối chuyển. Bấy giờ Đức Thế Tôn trong lòng không chút nghi lự, như bậc sư tử chúa, Ngài dùng 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 vẻ đẹp mà trang nghiêm thân mình. Hết thảy những lỗ chân lông trên thân Ngài, mỗi một lỗ chân lông đều hiện ra một đóa hoa sen. Các hoa sen ấy rất đẹp, mỗi hoa có cả ngàn cánh, đều màu vàng ròng. Cuống hoa bằng lưu ly, nhị hoa bằng kim cang, đài hoa bằng ngọc mân khôi, hình lớn và tròn như bánh xe. Từ nơi các hoa sen ấy phóng ra hào quang đủ màu, xanh vàng, đỏ trắng, tía và màu pha lê. Các hào quang ấy đều tỏa chiếu ra khắp nơi, đến tận địa ngục A Tỳ, địa ngục Tưởng, địa ngục Hắc Thẳng, địa ngục Chúng Hiệp, địa ngục Khiếu Hoán, địa ngục Đại Khiếu Hoán, địa ngục Tập Nhiệt, địa ngục Đại Tập Nhiệt. Đó là tám cõi địa ngục mà chúng sanh thường bị bức thiết bởi mọi nỗi khổ, như bị đốt, bị nấu, bị nướng, chém, đâm, xẻ, lột. Khi chúng sanh trong các cõi địa ngục gặp được hào quang ấy rồi, các nỗi khổ như trên liền tiêu diệt hết, trở nên an ổn, mát mẻ, khoái lạc vô cùng. Trong ánh hào quang ấy lại nghe có tiếng thuyết pháp về kho tàng chánh pháp sâu kín của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chúng sanh ở địa ngục nghe như vậy rồi liền mạng chung sang lên các cõi người, cõi trời. Hào quang ấy lại chiếu tới tám thứ địa ngục lạnh: địa ngục A Ba Ba, địa ngục A Cha Cha, địa ngục A La La, địa ngục A Bà Bà, địa ngục Yêu Bát La, địa ngục Ba Đầu Ma, địa ngục Câu Vật Đầu, địa ngục Phân Đà Lị. Trong các cõi địa ngục này, chúng sanh thường bị bức não bởi những nỗi khổ vì lạnh, như da thịt nứt nẻ, thân thể hư nát, tàn hại lẫn nhau. Gặp được hào quang ấy rồi, mọi nỗi khổ như vậy đều dứt tuyệt, họ được điều hòa, ấm áp, thích thú. Trong ánh hào quang ấy lại cũng nghe có tiếng thuyết pháp về kho tàng chánh pháp sâu kín của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Các chúng sanh ở địa ngục nghe như vậy rồi liền mạng chung sanh lên các cõi người, cõi trời. Lúc ấy ở cõi Diêm Phủ Đề này cùng ở các thế giới khác, có bao nhiêu địa ngục thảy đều trống rỗng, không còn người chịu tội, chỉ trừ những kẻ nhất xiển đề. Trong cõi ngạ quỷ, chúng sanh bị bức thiết vì đói khát, tóc dài phủ xuống quấn quanh thân mình, trải qua trăm ngàn năm chưa từng được nghe đến tên gọi của nước, uống gì là việc được ăn uống. Khi gặp được hào quang ấy, sự đói khát của họ liền dứt ngay. Trong ánh hào quang ấy lại cũng có tiếng thuyết pháp về kho tàng chánh pháp sâu kín của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chúng sanh cõi ngạ quỷ nghe như vậy rồi liền mạng chung sanh lên các cõi người, cõi trời. Lúc ấy bao nhiêu cõi ngạ quỷ đều trở nên trống rỗng, không còn người chịu tội, chỉ trừ những kẻ phỉ báng kinh điển, phương đẳng đại thừa. Trong cõi súc sanh, chúng sanh giết hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau. Những chúng sanh đó gặp được hào quang từ các hoa sen của Phật chiếu ra rồi, lòng oán hận liền dứt hết. Trong hào quang ấy cũng có tiếng thuyết pháp về kho tàng chánh pháp sâu kín của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chúng sanh cõi súc sanh nghe rồi liền mạng chung sanh lên cõi người, cõi trời. Lúc ấy cõi súc sanh cũng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại những kẻ phỉ báng chánh pháp. Trên mỗi hoa sen đều hóa hiện có một Đức Phật có vầng hào quang tròn đường kính một tầm, màu vàng sáng rực, đoan nghiêm vi diệu, cao trỗi không gì sánh bằng. Mỗi Đức Phật đều có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân mình. Trong các Đức Thế Tôn ấy có vị ngồi, có vị đi, có vị nằm, có vị đứng, có vị làm sấm sét, có vị tuôn mưa, có vị phóng ra chớp điện, có vị làm nổi gió, cũng có vị làm xuất hiện khói lửa, thân như một đám lửa, lại có vị hiện ra núi cao, ao suối, sông rạch, rừng núi cây cối thảy đều bằng 7 món báu, cũng có vị thị hiện cõi nước bằng 7 món báu, có đủ thành ấp, làng xóm, cung điện, nhà cửa, lại có vị thị hiện voi ngựa, sư tử, cọp sói, chim sẻ, phụng hoàng, cũng có vị thị hiện khiến cho chúng sanh ở Diêm Phủ Đề thảy đều trông thấy các cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, lại có vị thị hiện sáu cảnh trời thuộc dục giới, lại có vị Thế Tôn giảng về ấm giới nhập các yếu tố ấy có nhiều sự tai hại, cũng có vị nói pháp bố thánh đế, hoặc có vị giảng về nhân duyên các pháp, có vị lại dạy rằng các nghiệp phiền não đều do nhân duyên mà sanh, cũng có vị nói về giáo lý ngã và vô ngã, hoặc có vị giảng thuyết về hai pháp khổ và lạc, cũng có vị nói về thường và vô thường,
lại có vị thuyết tịnh và bất tịnh, lại có vị Thế Tôn vì chư Bồ Tát mà diễn thuyết sáu pháp ba la mật mà mình đã tu hành, cũng có vị nói chỗ được công đức của chư Đại Bồ Tát, lại có vị nói chỗ được công đức của chư Phật Thế Tôn, cũng có vị nói chỗ được công đức của người trong hàng thanh văn, lại có vị nói lễ tùy thuận nhất thừa, cũng có vị nói ba thừa thành đạo, hoặc có vị Thế Tôn thị hiện phun nước ra từ hông bên tả, tuôn lửa ra từ hông bên hữu, cũng có vị thị hiện đảng xanh xuất ra ngồi nơi đạo tràng tại gốc cây bồ đề, chuyển bánh xe diệu pháp nhập đại niết bàn, lại có vị Thế Tôn phát ra tiếng thuyết pháp hùng hồn như sư tử rống, khiến ai nấy trong hội của ngài đều đắc quả như các quả thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cho đến quả thứ tư, hoặc có vị giảng thuyết vô lượng nhân duyên lìa khỏi sanh tử. Lúc ấy trong cõi Diêm Phù Đề có những chúng sanh gặp được hào quang ấy rồi, kẻ mù liền được thấy, kẻ đức được nghe, kẻ câm có thể nói, kẻ què có thể đi, kẻ nghèo được của cải, kẻ keo lận sanh lòng bố thí, kẻ giận hờn sanh lòng từ hòa, kẻ bất tín lại sanh lòng tin. Như vậy khắp thế giới không còn một chúng sanh nào làm việc ác, chỉ trừ những kẻ nhất xiển đề. Lúc ấy hết thảy các loài chúng sanh từ chư thiên, loài rồng, quỷ thần, Càn Thất Bà, Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, La Sát, Kiện Đà, Yêu Ma Đà, A Bà Ma La, loài người, loài phi nhân đều cùng nhau sướng lên lời này: lành thay, bậc tôn quý cao chỗ nhất, mang lại nhiều lợi ích. Nói ra lời ấy rồi ai nấy đều lấy làm vui vẻ phấn khích, hoặc ca hoặc múa, hoặc chuyển động thân thể, rồi mang đủ các loại hoa đến giày cúng Phật và chư Tăng, như hoa Yêu Bát La, hoa Cầu Vật Đầu, hoa Bà Đầu Ma, hoa Phân Đà Lị, hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma Ha Mạn Thù Sa, hoa Tán Đà Na, hoa Ma Ha Tán Đà Na, hoa Lô Chi Na, hoa Ma Ha Lô Chi Na, hoa Hương, hoa Đại Hương, hoa Thích Ý, hoa Đại Thích Ý, hoa Ái Kiến, hoa Đại Ái Kiến, hoa Đoan Nghiêm, hoa Đệ Nhất Đoan Nghiêm. Ai nấy lại dày các thứ hương như hương trầm thủy, hương da giả lâu, hương trên đàn, hương uất kim, hương được trộn lẫn nhiều loại, hương được tìm về từ các vùng ven biển. Lại còn đem các loại cờ báu, phướn, lọ và các loại nhạc khí, cõi trời như đàn tranh, ống, địch, xanh, sát, không hầu cùng trỗi lên để cúng dường Phật. Kế đó họ đồng tụng kệ rằng: nay chúng con sẽ đại tinh tấn, vô thượng chánh giác lưỡng túc tôn, đại chúng chư thiên người chẳng rõ, chỉ có Cổ Đàm mới thấu đáo. Thuở xưa Thế Tôn vì chúng con tu khổ hạnh trong vô lượng kiếp, tại sao một ngày bỏ nguyện xưa, buông xả thân mạng vào niết bàn? Tất cả chúng sanh không thể thấy tạng sâu kín của Phật Thế Tôn, vì nhân duyên ấy khó ra khỏi luân hồi sanh tử đọa ác đạo. Như Phật có dạy A-la-hán, tất cả đều sẽ đến niết bàn. Chỗ Phật hạnh thâm sâu như vậy, phàm phu ngu hèn sao biết được. Thí pháp cam lộ cho chúng sanh để giúp dứt trừ phiền não vậy. Nếu ai uống cam lộ đó rồi, chẳng còn chịu sanh già bệnh chết. Như Lai dùng đó mà liệu trị trong ngàn vô lượng các chúng sanh, khiến ai mắc phải các bệnh nặng, tất cả đều khỏi không còn bệnh. Thế Tôn từ lâu dứt bệnh khổ, nên được xưng là Phật thứ bảy. Hôm nay xin Phật dưới mưa pháp thấm nhuần mầm công đức chúng con. Đại chúng chư thiên và loài người đọc kệ thỉnh Phật như vậy rồi liền đứng yên. Trong khi đại chúng tụng kệ ấy, tất cả chư Phật ngự trên các tòa sen từ cõi Diêm Phù Đề lên tới trời Tịnh Cư thảy đều nghe rõ. Lúc ấy Phật bảo Ca Diếp: lành thay thiện nam tử, ông đã có đủ trí huệ thâm sâu và vi diệu như vậy, trí huệ ấy không thể bị tất cả chúng ma và ngoại đạo phá hoại. Thiện nam tử, ông đã trụ yên, tất cả các luồng gió tà ác sẽ không làm cho ông nghiêng ngả được. Thiện nam tử, ông nay đã thành tựu biện tài nhạo thuyết, ông đã từng cúng dường chư Phật Thế Tôn đời quá khứ nhiều nhất số các vô lượng sông Hằng, cho nên mới có thể tự hỏi Như Lai chánh giác về nghĩa như vậy. Thiện nam tử, thuở xưa cách nay vô lượng vô biên ức na do tha trong ngàn vạn kiếp, ta đã dứt trừ gốc bệnh lìa hẳn những sự nằm dựa cà giết về thuở quá khứ cách nay vô lượng a tăng kỳ kiếp. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Vô Thượng Thắng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài có thuyết kinh đại thừa đại niết bàn này với hàng thanh văn, mở bài chỉ bảo phân biệt hiển phát nghĩa lý. Thủ ấy ta cũng là một vị thanh văn trong đồ chúng của Đức Phật ấy, thọ trì kinh điển đại niết bàn này, đọc tụng thông suốt, sao chép trọn quyển kinh, lại vì người khác mà mở bài chỉ bảo phân biệt thuyết giảng nghĩa lý. Ta lại đem căn lành ấy hồi hướng đến quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Thiện nam tử, từ thuở đó cho đến nay, ta chưa từng có những nghiệp duyên khổ não hoặc nghiệp dữ khiến đọa ác đạo như phỉ báng chánh pháp, làm kẻ nhất xiển đề, mang thân hoàng môn, thân không căn, thân hai căn, phản nghịch với cha mẹ, giết A-la-hán, phá chùa tháp, hủy hoại chúng tăng, làm thân Phật chảy máu, phạm bốn cấm giới nặng. Từ đó đến nay, thân tâm ta luôn được an ổn, không có các khổ não. Cà Diếp, nay ta thật không có bất kỳ bệnh tật gì. Vì sao vậy? Vì chư Phật Thế Tôn từ lâu đã lìa xa hết thảy bệnh tật. Cà Diếp, chúng sanh chẳng biết giáo pháp sâu kín của kinh Phương Đẳng Đại Thừa, cho nên nói rằng Như Lai thật có bệnh. Cà Diếp, ví như nói Như Lai là sư tử trong loài người, nhưng Như Lai thật chẳng phải sư tử. Lời nói như vậy tức là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Cà Diếp, ví như nói Như Lai là rồng lớn trong loài người, nhưng trải qua vô lượng kiếp, ta đã lìa bỏ nghiệp xúc sanh ấy rồi. Cà Diếp, ví như nói Như Lai là người, là trời, nhưng ta thật chẳng phải người, chẳng phải trời, cũng chẳng phải quỷ thần. Cản Thất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, chẳng phải ngã, chẳng phải có thọ mạng, chẳng phải nhờ dưỡng dục mà thành, chẳng phải linh hồn, chẳng phải làm, chẳng phải không làm, chẳng phải thọ, chẳng phải không thọ, chẳng phải thế tôn, chẳng phải thanh văn, chẳng phải thuyết, chẳng phải không thuyết. Những lời nói như vậy đều là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Này Ca Diếp, ví như nói Như Lai như biển cả, như núi Chúa Tu Di, nhưng Như Lai thật chẳng phải vị mặn của biển, cũng chẳng phải vô tri như núi đá. Nên biết rằng những lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Ca Diếp, ví như nói Như Lai như hoa phần đà lị, nhưng ta thật chẳng phải hoa phần đà lị. Lời nói như vậy tức là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Cà Diếp, ví như nói Như Lai như cha mẹ, nhưng Như Lai thật không phải cha mẹ. Lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Cà Diếp, ví như nói Như Lai là đại thuyền sư, nhưng Như Lai thật chẳng phải là thuyền sư. Lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Cà Diếp, ví như nói Như Lai như vị thương chủ, nhưng Như Lai thật chẳng phải là thương chủ. Lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Cà Diếp, ví như nói Như Lai có thể hàng phục ma, nhưng Như Lai thật không có lòng ác, muốn cho kẻ khác phải khuất phục mình. Lời nói như vậy thảy đều là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Cà Diếp, ví như nói Như Lai có thể trị ghẻ độc, nhưng ta thật chẳng phải là thầy thuốc trị bệnh ghẻ. Lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Cà Diếp, như trước đây ta nói, như có kẻ nam người nữ lòng lành biết tu chỉnh sửa trị ba nghiệp của thân khẩu ý, khi người ấy bỏ thân mạng, dù thần quyến có đem thi hài thiêu trong lửa hoặc thả xuống nước hoặc để nơi nghĩa địa, bây giờ chồn sói cầm thú tranh nhau mà ăn thân xác ấy, còn tâm thức người ấy liền sanh về cõi lành. Nhưng thật ra tâm thức ấy không có đi lại, cũng không có chỗ đến, chỉ là trước sau có chỗ giống nhau, nối tiếp nhau, tướng mạo chẳng khác. Lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Cà Diếp, nay ta nói rằng ta có bệnh cũng là như vậy, cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Cho nên ta sai bảo Văn Thù Sư Lợi rằng, nay ta đau nhức lưng, các ông nên vì bốn chúng mà thuyết pháp. Cà Diếp, Như Lai chánh giác thật không có bệnh mà phải nằm nghiêng bên mặt, ngài cũng không buông hết tất cả mà vào Niết Bàn. Cà Diếp, đại Niết Bàn ấy tức là thiền định thâm sâu của chư Phật. Thiền định như vậy chẳng phải là chỗ hàng thanh văn duyên giác có thể làm được. Cà Diếp, trước ông có hỏi vì sao Như Lai nằm tựa chẳng dậy, chẳng đòi ăn uống, chẳng dạy bảo người nhà việc xây dựng sự nghiệp. Cà Diếp, tánh của hư không vốn không có ngồi dậy, đòi hỏi ăn uống, dạy bảo người nhà việc xây dựng sự nghiệp, cũng không có sự đi lại, sanh diệt, già trẻ, hiện ra hay mất đi, thường tổn bè nát, giải thoát trói buộc, cũng chẳng tự nói, chẳng nói kẻ khác, cũng chẳng tự hiểu, chẳng hiểu kẻ khác, chẳng phải yên lành, chẳng phải bệnh hoạn. Thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn cũng vậy, dường như hư không, làm sao có các loại bệnh khổ? Cà Diếp, thế gian có ba loại bệnh nặng khó trị, một là phỉ báng đại thừa, hai là phạm năm tội nghịch, ba là nhất xiển đề. Ba loại bệnh ấy là nặng nhất trong đời, chẳng phải sức của thanh văn duyên giác Bồ Tát có thể liệu trị nổi. Thiện nam tử, ví như người có bệnh nhất định phải chết thì khó mà trị được, dù có khám bệnh, chăm sóc tử tế, cho dùng thuốc thang, hoặc không khám bệnh, không chăm sóc, không cho dùng thuốc thang, bệnh ấy vẫn chắc chắn là không thể liệu trị. Nên biết rằng người bệnh ấy nhất định phải chết, không nghi ngờ gì nữa. Thiện nam tử, ba loại người nói trên cũng vậy, dù cho các vị thanh văn duyên giác Bồ Tát có thuyết pháp hay không thuyết pháp cho họ nghe, cũng không thể khiến họ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cà Diếp, ví như người bệnh nếu được khám bệnh, chăm sóc tử tế, cho dùng thuốc thang, ắt có thể khỏi bệnh.
Nếu không có ba việc ấy thì không thể khỏi bệnh. Hàng thanh văn duyên giác cũng vậy, nhờ nương theo Phật Bồ Tát được nghe chánh pháp, rồi nên có thể phát tâm A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, không thể không nhờ nghe chánh pháp mà có thể phát tâm. Ca diếp ví như có loại bệnh, dù có xem bệnh chiều thuận theo ý dùng thuốc thang, hoặc không xem bệnh chiều thuận theo ý dùng thuốc thang cũng vẫn được khỏi bệnh. Có một hạng người cũng giống như vậy, dù gặp thanh văn hay chẳng gặp thanh văn, dù gặp duyên giác hay chẳng gặp duyên giác, dù gặp Bồ Tát hay chẳng gặp Bồ Tát, dù gặp Như Lai hay chẳng gặp Như Lai, dù được nghe chánh pháp hay chẳng được nghe chánh pháp, vẫn tự nhiên được thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là những người hoặc vì thân mình, hoặc vì thân người, hoặc vì sợ sệt, hoặc vì lợi dưỡng, hoặc vì nịnh bợ, hoặc vì dối gạt người khác mà sao chép kinh Đại Niết Bàn này, lại hết lòng thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường vì người khác mà giảng giải kinh này. Cà diếp có năm hạng người tu tập kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này còn có chỗ sai lầm, chưa phải là Như Lai. Đó là năm hạng người nào? Một là những người cắt đứt ba mối trói buộc, đạt được quả Tu Đà Hoàn, không đọa địa ngục súc sanh ngọa quỷ, còn tái sanh 7 lần trong cõi trời người, vĩnh viễn dứt trừ các nỗi khổ vào nơi Niết Bàn. Cà diếp đó gọi là hạng người thứ nhất còn có chỗ sai lầm. Hạng người ấy trong tương lai trải qua 8 vạn kiếp sẽ được thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hay là những người cắt đứt ba mối trói buộc, giảm dần tham sân si, đạt được quả Tư Đà Hàm, gọi là Nhất Vãng Lai, vĩnh viễn dứt trừ các nỗi khổ vào nơi Niết Bàn. Cà diếp đó gọi là hạng người thứ nhì còn có chỗ sai lầm. Hạng người ấy trong tương lai trải qua 6 vạn kiếp sẽ được thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ba là những người cắt đứt năm mối trói buộc, đạt được quả A Na Hàm, chẳng còn trở lại cõi này, vĩnh viễn dứt trừ các nỗi khổ vào nơi Niết Bàn. Đó gọi là tạng người thứ ba còn có chỗ sai lầm. Hạng người ấy trong tương lai trải qua 4 vạn kiếp sẽ được thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bốn là những người dứt tuyệt tham dục sân khỏe ngu si, đạt được quả A La Hán, không còn phiền não vào nơi Niết Bàn, nên chưa thành tựu hạnh kỳ lân đứng riêng một mình. Đó gọi là hạng người thứ tư còn có chỗ sai lầm. Hạng người ấy trong tương lai trải qua 2 vạn kiếp sẽ được thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Năm là những người dứt tuyệt tham dục sân khỏe ngu si, thành tựu quả Phật Bích Chi, không còn phiền não vào nơi Niết Bàn. Người ấy thật đã thành tựu hạnh kỷ lân đứng riêng một mình, đó gọi là hạng người thứ năm còn có chỗ sai lầm. Hạng người ấy trong tương lai trải qua 1 vạn kiếp sẽ được thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cà diếp đó gọi là năm hạng người còn có chỗ sai lầm, chẳng phải là Như Lai.